Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì đã có bạn nào đang chuẩn bị chờ đón cái sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S22 chưa ạ? Những bạn nào đang chờ đón thì có thể để lại comment cho mình biết nhé. Galaxy S22 năm nay thì nghe nói có thể sẽ chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1. Tất nhiên con chip này thì nó gặp phải một số những vấn đề trên cái chiếc điện thoại Xiaomi 12 khi mà nó gặp phải vấn đề bị quá nhiệt. Tuy nhiên là trên những cái điện thoại khác, ví dụ như là Motorola XX30 hay là Realme GT 2 Pro, thì mình thấy là admin Kha đã test game thì nhiệt độ nó cho ra không ở mức độ quá nóng đâu. Và thậm chí là con chip Snapdragon 8 Gen 1 chơi mượt được tựa game Gen Shin Impact. Cái điều mà đến tận bây giờ thậm chí là Apple A15 còn tương đối khó khăn. Đấy, thì các bạn có thể đặt hàng trước để mà nhận thông tin về Samsung Galaxy S22 series tại website của Cellphone S nhé. Tất cả thông tin thì mình đã để ở phía dưới phần ghim comment của video này rồi. Và tất nhiên những bạn nào mà đặt hàng trước thì sẽ luôn luôn có rất nhiều quà. Các bạn biết rồi đấy, truyền thống của Samsung là sẽ có rất nhiều quà, hoặc nếu không lấy quà thì sẽ trừ đi rất nhiều tiền, được chưa? Rồi, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Huy Anh, bạn hỏi là: bác nghĩ với những tin đồn hiện nay thì Apple có ra mắt iPhone SE 3 với cả SE 3 Plus trong tháng 3, tháng 4 hay không ạ? Thực ra là những tin đồn thì nó xuất hiện rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên là mình thấy là như này này. Đầu tiên ý, là Apple ra mắt bộ đôi này để làm gì đã? Quan trọng là để làm gì? Nếu mà Apple ra mắt cái iPhone SE đi, SE 3 đi, không nói đến SE 3 Plus nhá, mà để nhắm vào phân khúc điện thoại màn hình bé thì nó lại động chạm đến chính iPhone 13 mini. Các bạn biết rồi đấy, iPhone 13 mini là một chiếc điện thoại màn hình bé ngon mà, đúng không nào? Còn nếu mà cái iPhone SE 3 với cả iPhone SE 3 Plus mà có cái form thiết kế giống như là iPhone 8 với iPhone 8 Plus ấy, ví dụ như thế chẳng hạn. Tất nhiên mình mới chỉ biết những tin đồn đấy, nhưng chưa biết chính xác như nào đâu nhá. Nhưng mà nếu như thế thì đây sẽ chỉ là cái mà Apple đang muốn tận dụng lại những cái linh kiện cũ để mà làm thôi. Đó, các bạn hình dung được không ạ? Còn cũng nhiều bạn thì nói rằng là Apple bảo lưu tính truyền thống, rồi là vẫn có một số người dùng thích những cái form thiết kế kiểu như thế. Ok, thì đồng ý. Nghĩa là Apple nếu mà ra mắt iPhone SE 3 và SE 3 Plus ý, thì mục đích chính mình nghĩ đó là muốn vớt vát cái tệp khách hàng mà họ vẫn có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm giống kiểu là 88 Plus, nhưng mà phải muốn có một cái hiệu năng phải cực kỳ tốt, cực kỳ mạnh mẽ. Đấy, chỉ thế thôi. Chứ còn lại thì mình thấy là nếu mà ra mắt như thế thì mình chỉ sợ là ở Việt Nam nhé, mình không nói thị trường quốc tế, ở Việt Nam nó có khả năng nó sẽ bị chết yểu giống như là cái chiếc iPhone SE 2020. Đấy, thì mình nghĩ là như vậy. Còn tất nhiên đồ Apple nói là chết yểu ở đây là so với doanh số của Apple thôi. Chứ còn mình nói thật chứ, đầy hãng điện thoại Android mơ ước được doanh số như iPhone SE đấy, chưa chắc đã được đâu. Đấy, mình nói thật, nó thật luôn. Đó, rồi, cũng nhiều bạn cứ nói rằng là ôi dồi ôi, iPhone 12 mini nó bán ế, iPhone 13 mini nó bán ế. Nhưng mà nó thật là flagship của các hãng Android mơ ước ở Việt Nam được như 12 mini, được như 13 mini cũng là khó đấy nhá. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thị Kim Anh Nguyễn. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, có điện thoại nào pin trâu, sạc nhanh 33W đổ lên, camera tốt, màn hình AMOLED, có loa kép cỡ 5-6 triệu không anh? Chứ điện thoại em đang xài củ chuối quá. Em cảm ơn, chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Và ở dưới thì cũng xin cảm ơn cái góp ý của bạn Gino, đó là Poco X3 Pro ngon lành. Đấy, tuy nhiên là mình bổ sung thêm đấy là Poco X3 Pro thì nó không có màn hình AMOLED đâu. Màn hình của Poco X3 Pro là tương đối tệ. Đấy. Poco X3 Pro thì với cái nhu cầu của bạn Thị Kim Anh Nguyễn, nó sẽ chỉ đáp ứng được một số các tiêu chí như này này. Pin trâu ok, đồng ý. Sạc 33W ok, đồng ý. Camera tốt không đồng ý vì camera con này khá là bình thường. Màn hình AMOLED cũng không đồng ý bởi vì con này chỉ có IPS. Có loa kép ok, đồng ý. Cỡ giá 56 triệu đồng ý luôn, và con này hiệu năng cực kỳ trâu. À xin lỗi, hiệu năng cực kỳ tốt, cực kỳ mạnh mẽ. Đấy là mình bổ sung thêm. Tuy nhiên trong cái tầm giá này nhá, thì được cái này thì phải mất cái kia. Ví dụ trong cỡ tầm giá từ 5 đến 6 triệu bạn có thể cân nhắc là Redmi Note 11 hoặc là Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 11 thì bạn có thể mua được hẳn phiên bản bộ nhớ trong cao luôn đấy, mà giá cũng không đến mức 5 đến 6 triệu đâu, nó chỉ tầm khoảng dưới 5 triệu thôi. Nó có pin trâu,
có sạc 33W nhưng mà camera lại không tốt nhá, chú ý nhá, camera rất bình thường, chụp ảnh ngược sáng rất là tệ. Đấy, màn hình AMOLED có tần số quét cao cũng có luôn, có loa kép cũng đồng ý có luôn. Đấy, thì là Redmi Note 11 hoặc Redmi Note 10 Pro. Hoặc là nếu mà không ngại hàng sách tay thì bạn có thể cân nhắc chiếc điện thoại Realme Q3 Pro. Bạn có thể lựa chọn phiên bản thường là sạc 30W rồi, nhưng nếu mà thích nhanh hơn nữa thì là sạc 65W của phiên bản Carnival được chưa? Beta là nhè chưa? Camera của nó tốt, ít nhất là tốt hơn so với Xiaomi. Màn hình AMOLED tần số quét 120Hz, có loa ngoài là loa kép và hiệu năng thì rất là tốt. Một là con chip Snapdragon đầu 7, hai là con chip Dimensity 1100 cũng đều tốt với hai phiên bản thường với cả các Carnival. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc. Thì đây là cái tư vấn của mình dành cho bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Kiri Gaya Thiện. Bạn ấy hỏi là iPhone 13 mini bán đến khi nào hết hàng mới vậy anh? Thường là mình nghĩ là sẽ sau chu kỳ khoảng hơn một sau khoảng một năm. Đấy, bình thường nha là điện thoại ra mắt một năm, nhưng mà sau khoảng hơn một năm nếu mà Apple công bố là họ dừng bán thì sau đấy khoảng 3-4 tháng sau thì các cửa hàng họ sẽ xả cho bằng hết hàng ấy thôi. Các bạn hình dung đúng không ạ? Ví dụ như đến thời điểm này là những cái sản phẩm ví dụ như là iPhone 12 Pro với 12 Pro Max đi, hay thậm chí là iPhone 10R là đã cũng hết hàng rồi, hết hàng mới rồi, bây giờ cũng chỉ còn hàng cũ thôi. 13 mini thì mình nghĩ là nếu mà năm sau mà 14 mini ra mắt thì 13 mini họ cũng sẽ dừng bán thôi. Đấy, họ cũng sẽ dừng bán, nhưng mà sau đấy tầm khoảng 3-4 tháng rồi đấy, tầm khoảng tháng 12 năm nay là 13 mini sẽ dừng bán, mình nghĩ là như vậy. Đó. Rồi, thì các bạn cảm thấy như nào có thể để lại comment nhé. Mình nghĩ thì bình thường, bởi vì 13 mini dừng bán thì chúng ta sẽ mua 14 mini có gì đâu, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo của bạn Nam Shin. Bạn hỏi là đồng hồ anh đang đeo mua ở đâu vậy? Cho em xin địa chỉ, em cũng muốn mua một cái. Đây, đồng hồ mình đang đeo là cái mẫu đồng hồ Casio One Time ở đây. Cũng chia sẻ thật đấy là ngày xưa không nhớ mua ở đâu đâu. Mình nhờ bạn mình mua hộ, thật, không nhớ mua ở đâu thật. Đấy, nhưng mà thực ra là bây giờ anh em search ở trên mạng cũng nhiều mà. Ví dụ như là Shopee, Tiki hay là cái cửa hàng đồng hồ mình nhớ không lầm là Poki, cửa hàng này họ cũng bán. Cái mã của mình là AE1200WH. Đấy, AE1200WH thì làm cái loại này là cái loại mà nó có giờ quốc tế ở đây, World Time mà có giờ quốc tế ở đây, rất là tiện. Hiển thị được rất nhiều những thông tin, ví dụ như là giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, giờ quốc tế. Hẹn giờ thì hình hẹn giờ được 5 cái cơ. Xong rồi là còn có cả đây, hẹn giờ được 5 cái này. Xong rồi có cả đếm ngược đầy đủ hết, nói chung là nhiều lắm. Thậm chí là cái phần đèn sáng này của nó này, nó sáng trưng luôn. Cái đèn sáng này nhìn vào trong bóng tối sáng trưng luôn. Đeo thì rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt nữa là pin con này là 10 năm nhé các bạn nhé. Pin 10 năm. Mình nhớ không là mình mua năm 2016. Cái mẫu đồng hồ này mình mua năm 2016. Đến bây giờ là 6 năm rồi mà vẫn chưa hết pin. Đấy, pin 10 năm luôn. Đó, xong rồi khi mà mình mua cái mẫu này rẻ lắm, lúc mà mình mua mình nhờ bạn mình mua lúc hình như là 600-700 gì đấy. Thế xong rồi mình độ thêm cái dây da này này. Dây da này mình đeo 5-6 năm rồi đấy nhá, mà nó vẫn bền như này, thực sự làm xịn. Hồi đấy dây da này mình làm handmade, nhưng mà hồi đấy mình mua handmade rẻ thôi, có 300.000. Thế tổng cộng là khoảng gần 1 triệu cái đồng hồ này. Đeo vào rất đẹp, rất là thời trang luôn. Nhưng mà các bạn chú ý nhá, là cái mặt kính của nó này, à không phải mặt kính đâu, mặt đồng hồ của nó là mặt nhựa, bằng nhựa nhé, nên là nó cực kỳ dễ xước, xin nhắc lại là cực kỳ dễ xước. Và cái phần vỏ này của nó chỉ là vỏ nhôm này, nên nó cũng rất là dễ xước luôn. Đấy, chúng ta cũng cần chú ý. Nhưng mà thực ra là mình có quá nhiều đồng hồ, mình cũng ít khi đeo cái này ấy. Thành thử ra là thi thoảng mới đeo thôi, nên là bây giờ nó vẫn rất là bền. Đấy, đấy, các bạn nhìn đây, trông được không? Đây là Casio One Time 1200WH. Đấy, à, các bạn nhìn này, đấy, có 4 nút. Lúc đầu ấy thì là cái đồng hồ này là cái dây của nó là dây sắt cơ. Nhưng mình khuyên thật là đừng bao giờ đeo cái dây sắt đấy, bởi vì trông rất là đều, đối với mình luôn. Trông nó rất là rẻ tiền. Đồng hồ này thì đúng thật là rẻ tiền rồi, nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta đeo thêm cái dây da này thì chúng ta sẽ không nghĩ là cái đồng hồ này nó chỉ có tầm triệu bạc đâu, thật đấy. Dưới triệu là có cả dây da cả cái này rồi. Thì anh em có thể tham khảo nhé. Đấy, và đấy cũng là cái câu hỏi mà bạn Trần Hưng hỏi mình. Đấy là đồng hồ anh đeo mua ở đâu vậy? Từ khi mình đeo cái đồng hồ này ở trên số tư vấn điện thoại này, thậm chí anh em còn hỏi nhiều hơn là cái việc đeo Apple Watch hay là đeo Huawei Watch GT thật luôn. Anh em hỏi quá nhiều luôn.
Đó, và rất là cảm ơn anh em đã quan tâm đến cái món đồng hồ này. Anh em mà muốn thích cái những món đồng hồ như này có thể tham khảo qua kênh X-Channel nhé. Trước đấy là mình cũng đã từng làm ở kênh đồng hồ đó đấy. Nhưng bây giờ thì vì quá nhiều việc và mình cũng muốn tập trung cho công nghệ, tập trung cho kênh Dương Dê này, nên thành ra là mình mới nghỉ ở XWatch. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến cho bạn Nhi Nguyễn, bạn hỏi là chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Em muốn hỏi máy trong tầm giá từ 5 đến 8 triệu mà quay video chụp hình tốt, dung lượng ok tí, không cần chơi game. Em có tham khảo qua Samsung Galaxy A22, mọi người thấy máy này ổn không? Đấy, may quá là bạn đã đặt câu hỏi ra trên số tư vấn điện thoại này. Tí nữa bạn mua nhầm cái chiếc điện thoại không xứng đáng với là số tiền bạn bỏ ra rồi. Bỏ qua ngay và luôn cái chiếc A22 này đi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu bạn thích điện thoại Samsung nhá, nếu bạn thích điện thoại Samsung thì bạn có thể mua Samsung Galaxy A52, thậm chí nếu khéo mua có thể mua được cái A52s luôn, phiên bản qua sử dụng active lên có khoảng một vài tháng thôi đấy, được chưa? Còn nếu mà thích flagship thì 5 đến 8 triệu, 8 triệu nhá là đủ tiền mua Samsung Galaxy Note 10 rồi, thậm chí khéo chọn có thể mua được Note 10 Plus rồi. Tội gì mua A22, mình nói thật luôn. Mà dung lượng của dòng Note nha, mình nói thật với bạn nhé, tối thiểu là 256GB. Dung lượng như thế đã thoải mái chưa? Quá thoải mái luôn đúng không nào? Đấy, thì may là bạn xem kênh YouTube Dương Dê đấy nhá. Được chưa? Rồi, còn bổ sung thêm, mở rộng thêm cho những bạn khác mà có thể là các bạn thích lựa chọn những thương hiệu khác mà không nhất thiết phải là Samsung chẳng hạn, thì các bạn có thể tham khảo qua những mẫu điện thoại ví dụ như là Realme GT Neo 2. Neo 2 được ấy. Đấy, là con này cũng được, chụp hình ngon, dung lượng cũng ok. Đấy, rồi hàng mới tinh còn có con nào? Xiaomi thì mình không đánh giá cao lắm, vì Xiaomi chụp ảnh nó cũng không đẹp. Đấy, đấy, chỉ có mấy con đấy, Realme GT 5G cũng có. Đó, được chưa? Thì anh em có thể tham khảo. Rồi. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Và bạn còn những thắc mắc nào nữa có thể để lại comment thoải mái nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.